Xin chào tất cả các quý vị khán giả quay ở DVH nhé. Em hôm nay lại có mặt ở tại giáp này Hà Giang đây. Toàn đồi núi thôi, giáp Hà Giang đây. Chú lấy bộ này, bộ thứ hai đây. Hôm nay em bán dao đây, một mình này em mình chú trường đi nhá. Em mong manh từ rừng cây chôn dưới lá, gió chiều bông chuyền sao xin mai cô thôi. Người yêu ơi, dù mai này cách xa, mãi mãi siêu khi là tình yêu chúng ta. Dẫu là mặt trời nồng nàn thật sao, hay đêm mịt mù đầm đầm trời cao. Nếu không có người, cuộc đời tôi nghe đâu. Hai cảm xúc đơn, 125, ba cảm ba lây. Nếu không có người, mảnh đất quá buồn. Đây. Đây ạ, có hồng nhá. Khả năng tí là phải xin chú này, này hồng này chín này, có kiến này. Đấy, tẹo đó em xin mấy quả hồng em mang về Hà Nội này. Đi 6 tiếng đồng hồ mới lên đến đây. Chào chú, cây hồng to quá. Đấy, chú đang hát đây ạ. Dù gian hạt nắng đôi nhẹ che đau, đôi môi em chín rồi, đẹp mặt ăn luôn. Mặt em cười cười đăm đăm cười cao. Em mong manh từ rừng cây chốt rời lá, gió chiều bông chuyền sao xuyên mãi cùng môi. Người ơi, dù mai này cách xa, mãi mãi siêu kỳ là tình yêu chúng ta. Và ta biết một điều thật giản dị, càng xa em ta càng.
máy chín rồi đấy. Cháu định vặt cho ăn rồi. Ăn đi. Điều này không có gì. Anh cũng chẳng cao sang. Trong đó em gọi quên như ý. Tình mình sẽ bằng khi em buông lời nói vô vàng. Tất cả đã muôn màng. Tuyệt vời anh em ạ. Quá ok. Đây, chưa chú lấy bộ này đây, cũng được 3 năm rồi, em lên lắp đây. Dàn máy thì quá ok rồi, vẫn ok đây. Tí nữa em chỉnh sửa lại cho chú một tí lại kiểm tra lại cho chú hết đồ để em lại về Hà Nội. Đây. Đấy, chú vẫn nói trên này nói thật với các bác là đi làm toàn đất đỏ đất đen thì đây nó bụi bẩn lắm. Đấy, dán lưới như này rồi vẫn bụi bẩn lắm. Đấy,